Sau bao ngày chờ mong, bao nhiêu lần hội họp, tập luyện ròng rã suốt gần 2 tháng, cuối cùng ngày hội khóa 25 năm của chúng tôi đang đến rất gần, rất gần. Đêm ngày 26 tháng 11 năm 2022, sau khi đội mưa của trận áp thấp nhiệt đới cuối năm để tổng duyệt chương trình, chúng tôi trở về để chuẩn bị cho ngày mai. Có hiểu được rằng chúng tôi, những cô cậu học trò ngày trước, giờ đã 42, 43 tuổi rồi, mà vẫn mang cái cảm giác nôn nao, thao thức không ngủ được, mong trời mau sáng. Nôn nao quá các bạn ơi, vì chỉ còn vài giờ nữa thôi, gần 300 cựu học sinh của chúng tôi sau 25 năm lại được trở về trường. 8 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 11 năm 2022, dưới sân trường rợp bóng mát, từng tốp học sinh tha thước áo dài tung tăng, vui như trẻ thơ mừng hội, gặp lại những đứa cùng lớp, mừng mừng, rưng rưng nước mắt, cầm tay nhau hỏi han đủ chuyện. 25 năm rồi ư, sao thời gian nhanh quá vậy? Gặp lại các bạn lớp khác, nhìn quen quen, nhưng không biết tên, và đôi khi không biết tên, nhưng vẫn trao nhau những nụ cười ấm áp. Giờ 50 sáng, thầy cô bắt đầu đến tham dự hội khóa. Các cô giáo trong tà áo dài thướt tha đủ màu sắc, vẫn dịu dàng, vẫn đẹp và rạng rỡ như ngày nào. Gặp học trò, cảm xúc như vỡ òa hạnh phúc. Cô trò ôm lấy nhau, mừng rơi nước mắt. Kỳ thực, trong bán kính 50 km thôi, mà đôi khi phải 25 năm mới gặp nhau đấy các bạn ạ. Chúng tôi tin chắc, không chỉ tuổi học trò chúng tôi nôn nao, mà cả các thầy cô chắc cũng lao xao không kém. Vì chúng tôi nhận ra trong ánh mắt thầy cô rạng ngời hạnh phúc của ngày trở về của chúng tôi. Thế mới nói, giây phút này trân quý biết bao, hạnh phúc biết bao. Chuyển đi các. À đây. À. À. À.
mày nói chuyện mình nghe không? Mày tổ chức cái này để thầy trò gặp nhau. Dạ rồi, bây giờ tất cả chúng ta sẽ đứng hàng ngang. Cả thân hàng ngang. Thì mình đi có hà nữa kìa, từ người đẹp nữa. Dạ các bạn ơi, để mà mình tránh cái việc mà mình lên. Hôm nay ngày chủ nhật ngày 27 tháng 11 2022, chúng con là những cựu học sinh trường phổ thông trung học niên khóa 1994-1997. Nay ngày trường tổ chức lễ khóa thì thành tâm dâng hương đến cụ Nguyễn Hữu Minh để tỏ lòng thành kính. Không biết được.
thầy cô vừa xong cái là mình vào vô luôn nha. Dạ, cô Đài ơi. Lạc ơi Lạc, Lạc mời cô Đài lên hàng đầu giúp mình với. Chờ em đi ngang về lối này, biết rằng tan trường thì em hay đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi, ngờ đâu em đi lề bên này. Anh ngồi bên này, lòng xuân sao mong chờ em thấy. Trao một nụ cười, ngờ đâu em đi lề kia rồi. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo bay. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Ô cuộc đời như thế, ô cuộc đời như thế, và tình là như thế, và tình là như thế, ôi mong đời ngậm ngùi. Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt ngài, em thơ ngây bước đi trên con đường về. Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt ngài, trông xinh xinh em thức tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường. Xin đừng đi chán.
cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Em tình yêu không như hoa, cho ai kia ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lá về thao bước sớm quân. Còn em ai hát nhau đơn thờ, trong khói đông ôm môi từ từ. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé, cô bé ơi. Ngày tháng có qua đi, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Đừng đi em nhé, ô la ô cha cha cha, chờ anh theo với. Xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, không tụ tập trên 5 người trở lên ngoài công sở, bệnh viện, trường học. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc thuộc quận 12 thì phong tỏa toàn bộ trong vòng 15 ngày. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với sức sống của thành phố năng động nhất cả nước đã và đang đập lại nhịp đập cũ, tươi trẻ hơn và mãnh liệt hơn. Và đặc biệt là những tình cảm trong sáng, ngây ngô và một chút bồng bột đáng yêu như những chiếc lá mê non dưới ánh nắng sau mưa trên đường phố Sài Gòn. Chúng ta đã trải qua không ít những cái 5 năm. Chúng ta có lẽ cũng không lạ với cuộc ngày hôm nay còn có cơ hội để làm điều đó. Bao nhiêu sinh mạng của con người và bao nhiêu đứa trẻ thơ trở thành mồ côi vì mất mát người thân. Thật sự hôm nay chúng
ta được gặp lại nhau, được ngồi cùng bên nhau và ôn lại những kỷ niệm học trò. Cô Hồ Thị Xuân, Nguyễn Thị Phượng, cô Nguyễn Thị Kim Dung, cô Nguyễn Thuyết Lan, cô Nguyễn Thị Dung, cô Nguyễn Thị Hoàng Anh, cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, cô đã về trong ngày hội khóa ngày hôm nay. Và trong lúc mà đón tiếp có thể sót tên một số thầy cô. Chúng em được xin lỗi bỏ qua nếu như còn sót tên thầy cô nào. Dạ, kính thưa quý thầy cô và các bạn, cái cảm nhận đầu tiên của tôi là hết sức vui mừng khi thấy lứa chuyên ban mà là học lớp chọn cũng như là các cái lớp khác á của năm thứ 3 91, 92, 92, 93, 93, 94 năm nay là 94, 95 bắt đầu đấy, năm thứ 3 đã rất là trưởng thành sau 25 năm ra trường. Thứ hai là thầy cũng chúc tất cả các em khóa 94, 97 được gặp nhiều may mắn và trong cuộc sống gặp những cái điều thuận lợi để mà thăng tiến lên. Dạ, xin hết. Dạ vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ quý báu của người thầy kính. Kính thưa quý thầy cô, các học sinh thân mến, hôm nay thì xin thưa các thầy cô, bản thân tôi cũng rất là bồi hồi xúc động được cái dịp gặp lại các thầy cô đã từng công tác tại trường đã nghỉ hưu, thậm chí bên cạnh đó cũng đã được gặp các thầy cô trong cái thời gian trước đây đã chuyển sang công tác ở các trường trung học phổ thông khác. Nhân dịp này cho tôi xin được kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Các em học sinh thân mến, mặc dù về công tác tại trường này thầy cũng đã có những cái kỷ niệm, nhưng hôm nay một lần nữa được xem lại các thước phim, được nhớ lại ngày nào trước cổng trường chúng ta còn con đường đất đỏ đầy bụi mù, được xem lại những cảnh các em thật hồn nhiên vô tư đến trường, qua những tình cảm, qua sự tiếp xúc với các em, thầy rất là vui mừng trước sự thành đạt của các em. Vô cùng hấp dẫn của các em, thầy xin chúc buổi lễ các em họp mặt truyền thống ngày hôm nay thành công tốt đẹp, và để một dịp một lần nữa các em có thể chia sẻ những kỷ niệm buồn vui cũng như là những nỗi niềm với các thầy cô ngày hôm nay. Xin chúc tất cả các em thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Một lần nữa xin chúc thầy cô sức khỏe hạnh phúc. Chúng em xin cảm ơn lời dặn dò và chia sẻ của thầy. Dạ xin mời thầy nắng lại sân khấu ạ. Xin phép vì hôm nay không có tân hiệu trưởng của nhà trường, xin theo lời các em, tôi cũng xin được thay mặt nhà trường để nhận cái phần quà các em gửi cho nhà trường. Xin cảm ơn các em. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã
vào tận gánh con, cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rồng những ngày đắng cay. Gặp lại mừng quá đi thôi.
chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chưa mang thêm áo mới. Giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thanh thang bản thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chưa mang thêm áo mới. Giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Thì cho thấy thầy có nhớ em không. Người học cho 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên uống quên bài. Ngày nào rơi chưa quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Một lời mọi hôm nghe quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho âu lo ngày mai quá mong. Chúng yêu hãy chúng tôi về đây. Tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chưa mang thêm áo mới. Giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Khi cho thấy thầy có nhớ em không. Người học cho 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mưa quên mai. Ngày nào rơi chưa quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Ngày nào rơi chưa mang thêm áo mới. Giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mưa quên mai. Ngày nào rơi chưa quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chưa mang thêm áo mới. Giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mưa quên mai. Ngày nào rơi chưa quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chưa mang thêm áo mới. Giờ gặp lại trường vẫn người con trưởng thành từ ngôi trường Nguyễn Hữu Huân ngày ấy. 25 năm, một chặng đường đủ dài để chúng em trải nghiệm những bỡ ngỡ trên đường đời, những khó khăn, biến cố xuất hiện để thử thách và rèn giũa chúng em. Để hôm nay chúng em trở về trường xưa, bồi hồi báo công cùng cô thầy, để kể lại hành trình chinh phục những thành công của riêng mình. Thành công của chúng em có thể là những vị trí cao trong xã hội, những thành tựu được xã hội công nhận, có thể là bản lĩnh, là sự tự tin, là thần thái của những chuyên gia tinh thông một trong vài lĩnh vực nào đó, lại có thể là một gia đình đầy ắp tiếng cười, nụ cười mãn nguyện của ông bà cha mẹ, tiếng cười an yên của những đứa trẻ, và cũng có thể thành công của chúng em chính là sau 30 năm chúng em học được cách tận hưởng cuộc sống. Sống hòa mình vào thiên nhiên, luôn gần gũi yêu thương và chăm sóc những người thân yêu của mình từng ngày có thể. Dòng đời cứ thế trôi qua, cuối cùng thì thành công của cả đời người cũng là hai chữ bình an và hạnh phúc.
cô luôn. Dạ, xin nhắc lại nhờ bạn Minh bước xin. Nên từ ngữ tụi con cũng còn lộn xộn lắm đó không thầy cô? Dạ. Dạ, kính thưa quý thầy cô thương yêu của tụi con, mới ngày nào chúng con còn vỡ òa hạnh phúc khi bước được qua cánh cổng trường Nguyễn Hữu Huân trong niềm tự hào của bố mẹ. Ngày ấy nắng chói nắng mà lòng con dịp mắt sắc xanh của những hàng cây bên mái trường mơ ước. Khi xa mà đã nhớ, chân chưa đi mà lòng đã sưng sưng. Biết bao điều chúng con muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu thầy cô ơi. Trường Nguyễn Hữu Huân trong tâm hồn chúng con là những tháng ngày đầy ý nghĩa khi được thầy cô dạy bảo yêu thương, trở thành hành trang quý giá để chúng con vững bước vào đời. Mỗi thành tích của chúng con gặt hái được đều hằn in những giọt mồ hôi của thầy, của cô, sự hy sinh thầm lặng của thầy cô. Và khi chúng con đứng lên bục nhận những giải thưởng vinh quang, thầy cô mỉm cười hài lòng, lùi về sau. Và như bao lần khác, không phải lúc nào chúng con cũng là những học sinh ngoan ngoãn, lễ phép vâng lời. Thầy cô đã có bao giờ buồn lòng chúng con chưa ạ? Dạ chắc chắn không phải là một lần, nhiều lần mà rất nhiều lần phải không ạ? Và hôm nay sau 25 năm, đây là nét đẹp của 94-97. Xin các bạn hãy khoanh tay. Và chúng ta cúi đầu. Chúng con xin lỗi thầy cô nhé. Cùng nói nào các bạn. 2, 3. Chúng con xin lỗi thầy cô ạ. Chúng con biết rằng thầy cô, những người lớn của chúng con sẽ tha thứ cho chúng con và vẫn sẽ dang rộng vòng tay đón chào chúng con. Chúng con một lần nữa được nói lời cảm ơn. Cảm ơn thầy cô đã tận tâm hết mình vì chúng con, cho chúng con những năm tháng tuyệt vời nhất. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng con những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp, những tình cảm thời học sinh. Và hôm nay chúng con cũng lại một lần nữa cảm ơn. Con xin kính chào toàn thể thầy cô, các bác, các cô chú có mặt trong buổi khóa chương ngày hôm nay. Thì cảm ơn thầy cô đã dành công sức để dạy mẹ con trong khoảng thời gian 3 năm ấy. Và với công sức của thầy cô, mẹ con đã lớn lên, đã có một ngày bị ổn định và sinh ra con. Với tất cả tình thương của thầy cô hiện tại còn mẹ con, giờ đây chính con cũng nhận được tình thương. Mẹ con cũng đã làm cho con cảm nhận được rằng ngôi trường này chính là một ngôi nhà thứ hai cho con. Con đã khấn khiết bước vào ngôi trường nữa để tiếp nối bước chân của mẹ con. Và giờ đây đã thực hiện được ước mơ ấy, con xin hứa là sẽ học tập thật tốt để trở thành một người có ích cho xã hội và tiếp nối truyền thống của mẹ con. Các bác, các cô chú học sinh nhà Nguyễn Hữu Huân như thế 1994-1997, con xin chào, trân trọng và chúc sức khỏe cho tất cả mọi người. Lời ép một cũng chính là tiếng lòng của tụi con. Và một lần nữa chúng con xin được khoanh tay. Cuối đầu chúng con cảm ơn thầy cô. Chúng ta cùng nói cho các bạn. 2, 3. Chúng con cảm ơn thầy cô. Một chào bắt tay lần lớn các bạn ơi. Dạ mà ngay bây giờ xin mời ban tổ chức ban liên lạc chúng ta sẽ lên gửi những tình cảm thương yêu của chúng ta đến với thương ý thầy cô ạ. Cho mấy bạn trong ban liên lạc. Dạ cho em xin quan một nét nhạc vui được không ạ? Cả thầy cô nha. Bây giờ các bạn ngồi ở phía dưới đợi tụi mình 5 phút nè. Dạ cho mình nhạc lên đi ạ. À. Tụi mình ơi, tụi mình vỗ tay đi mọi người ơi. Vỗ tay nha. Mình ngồi ở dưới cái phần tam giác xanh á. Bây giờ mình dẹp mấy cái bàn đi ạ. À. Ban tổ chức ơi, sau khi mình tặng quà và tặng hoa, cho mình xin dẹp 4 cái bàn đi ạ. À. Lên hàng nữa được nè. Ê, lên hàng nữa nè. Lên đây được hàng nữa nè. Lên.
cô vẫn nán lại. Ở chụp hình cho lớp nữa cho nên các bạn đừng vội, đừng vội. Như vậy là hội khóa 25 năm tốt nghiệp, lễ tri ân thầy cô cũng sắp kết thúc. Chúng ta lại cùng hẹn nhau 5 năm nữa các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tháng 11 năm 2027. Chào thân ái và đoàn kết. Thank you.
cuộc tình này thì cả hai chúng ta đều có lỗi, đúng không anh? Và kính thưa các thầy cô, các bạn đồng học thân mến, những ngày vừa qua chúng ta đã trải qua những ngày có thời tiết thành phố Hồ Chí Minh rất thất thường, những cơn mưa chợt đến chợt đi, và có những lúc chúng ta đi làm hoặc là trên đường đi về nhà chúng ta chợt mắc một cơn mưa vì không kịp đem theo áo mưa. Và có bạn nào đi ngang trường mắc mưa trong những ngày vừa qua để rồi nhớ lại có những lúc trong năm cấp 3, hai đứa cùng đạp xe chung với nhau trên đường về và chợt nhớ hai đứa không đem áo mưa để cùng dầm mưa, và rất may là ngày ấy chưa có điện thoại nên không bị ướt. Và bây giờ bất chợt mỉm cười, chúng ta nhớ lại những cơn mưa năm ấy với lại những cảm xúc và những giận hờn hai đứa lúc mới quen. Chơi hơi diệt một bóng trời.
Yeah.
thiện ạ. Từng ngày qua em đều trôi mãi, chỉ trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió. Mời các bạn nhanh chóng bước lên sân khấu. Ban tổ chức sẽ cảm ơn các bạn bằng những cái ôm và nụ hôn thắm thiết từ những bạn trai và bạn gái đẹp nhất khóa 9497. Xin mời các bạn nhanh chân lên, chúng ta tránh mất thời giờ. D6 ơi, D6, bạn Hoàng Thi của chúng ta ơi, lên sân khấu nào. Một lần nữa, ban tổ chức xin bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn. Xin mời các bạn nán lại. Ngồi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, xin giơ lên mình coi cái. Chà, xin các thầy cô chứng giám xem là cái bông bắt đầu lớn nhất. Dạ, chắc có lẽ là bông bóng màu cam bên này lớn nhất. Rồi, một tràng pháo tay cho bông bóng màu cam của lớp D3. Các bạn buộc lại giùm mình, các bạn buộc lại giùm mình. Các bạn buộc lại, có thể xả bớt buộc lại giùm mình. Các bạn buộc lại giùm mình cái, buộc kính lại. Buộc kính lại giùm mình nha, buộc lại giùm mình. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến sang trò chơi của ban tổ chức gửi đến các bạn. Xin các bạn dời hết vị trí này giùm mình, xếp thành 3 hàng. Dạ đúng rồi, các bạn xếp thành 3 hàng dọc giùm đi. 3 hàng dọc. Đứng sau nha, lấy sơ mình chuẩn. Ngay vị trí này của Sơn sẽ là cái điểm đến nha các bạn. Bây giờ hai bạn sẽ là một cái bộ. 2, 1, bắt đầu. Chưa. Để chúng ta quay về đó thì các bạn mới đi chứ. Tiếp. Đó đúng rồi. Nhanh lên. Đội của Tiến chậm quá. Ban tổ chức xin các bạn thông cảm vì bạn Tiến làm MC cho nên cũng hơi hụt hơi. Như vậy là đội của bên này thắng nhất đúng không? Đội của đội 2 thắng nhất, đội 3 là hạng nhì, đội 1 là về chót. Rồi, xin một tràng pháo tay cho các mạnh thường.